Ngày 6 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người liên quan sai phạm tại trung tâm đăng kiểm 5003V. Những người này bị bắt về tội hối lộ, nhận hối lộ. Việc khởi tố được thực hiện khi công an thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Trước đó vào cuối tháng 12 năm 2022, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm 5003V có trụ sở tại phường Tam Bình và một chi nhánh ở phường Linh Trung thành phố Thủ Đức. Cảnh sát đã tạm giữ nhiều người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm được công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện từ tháng 10 năm 2022. Khi đó, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã chặn dừng xe tải 50H10020 trên đường để kiểm tra thành thùng và giấy kiểm định phương tiện. Qua kết quả đo thành thùng phương tiện về chiều dài, rộng, cao và đối chiếu với sổ giấy kiểm định, phương tiện này không khớp với thông số kỹ thuật trên giấy kiểm định do Trung tâm Kiểm định 6203D cấp. Thấy có dấu hiệu tội phạm, phòng PC08 lấy lời khai tài xế, chủ xe và phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ dấu hiệu sai phạm. Mở rộng điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh khám xét 12 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 53 bị can về các tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.